Sò tạc trao thanh lại po me pi nòng mơi pi nòng bứng le chương trình quam tay khổng đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên phát nặng VTV hạ đài truyền hình Việt Nam trương pi nòng hắc sườn gian cài ma công an huyền điện biển đồng tỉnh Điện Biên có khăn khang sò hồ tướng ten chú luông cầm phong xôn trinh cầm một côn dệt phít dệt năn nương nhào nhùng bản khuống có một phân nhàn bảo tiên an bản mương nàng cùng phòng. Bưng chu lông bảy bản khuống, bảy họt chu bản, trên bảo pháp luật họt dần bay, mèn vệ diệt lương chơ khổng trung tá Vũ Xuân Hồng, phó trưởng công an xã Cứu Lôm, huyện Điện Biên Đông. Lông cài vệ trên bảo mắt tang pháp luật họt dần bay, ổ thô trên cái uẩn pa dần bay, diệt chu tàng chìa lai hành chính, trên bảo mắt tang lung vệ khổng một côn diệt phít, xương quân giảng, tó phai, tó phe, hờ cú ngân ảo tà mả lầy hiếp ra lệch nói. Qua cái công tác tuyên truyền thì cả lực lượng công an xã đã có kế hoạch cài nàng về trên báo công an xã mi luông pùn bày từng bàn khay bưng chu họp sum trên báo mặt tang pháp luật có pe xương chú luông vịa khổng một côn bèo lưa bèo lưa bò me cải mạng chung mũ công an xã lâng chơ mà họp thôn bản phăng quam cọc hôm sòm sổ khòng dần bay tang an ninh chính trị cuồng phồng có bê xương nặng thôn bản bứng le lông hủ khòng bò me xương sư hư sung khỏi có năm dệt chú luông trên báo trao sồm nho sùng lông hủ khòng bò me dần bay. Đại úy Lo Văn Thuận, phó trưởng công an xã Na Son hở hủ. Chi sẽ tỷ nàng phịa nhận bảo an ninh chính trị, tiền an bản mương, nàng bản khuống. Tiền vì có trên báo nhíu chưa, luông chôm học khổng dần bay. Bòm nằn tinh xú hở chính quyền xã, giúp tàm lưu vệ khổng chư tổ an ninh, nhận bảo tiền an bản mương, nàng chu bản. Bản công, công an viên, phụ trách chu nhóm chua hươn, hù chành bưng nàng vỉa mi o nàng bản khuống cánh lưng chơ lồng liên quam kháo kẻ khầy lập tân bưng khủ báo đì mi o nàng bản khuống công an xã sức tàm trực mết ven cơn tòn nhằn quam báo khòng dần bay tật ban họt an ninh chính trị tén năn bản loài cánh nhằn danh tòi thẩm quyên búc chưa chù chua hơn dần bay ký chìa nhằn trào báo sư khầy táng tài ống đan già ma min chủ tảng trường tẹt ban chua hươn bó mi côn hươn dệt phít pháp luật cánh dệt bưng nàng về báo đỉ nàng bản khuống công an xã lông bày bản khuống nếu chưa dần bay có hù chành ma tang an ninh chính trị phàng phong phai mày tài đơn cà khải quân giàng và mi pương khủ khả cầu ngâu hùa cằn hư khỏi có bom cấp chủng bú công an xã lông ma bản khuống diệt vịa công an xã thường xuyên xuống từng bản đến từng hộ gia đình tuyên truyền pháp luật về công an xã lưng chơ lông bày từng bản bày họt từng chua hươn trên báo pháp luật ma tang cảm phong quân giàng ống đan giá ma mìn chu tàng trường tẹt ban dê sư sư po me dần bay hù chành luông tạt bùn khòng pháp luật lông cài nàng vịa trên báo luông hù khòng po me dần bay mưa hương đi xưa bó mi pưng chu phít khòng tổng sường cuồng dần bay người dân là chấp hành theo quy định của pháp luật phỉ nhử đài nhàn danh mèn xã hòn hôn ma tăng tiếng ản bản mương hài hức lò côn dệt phít ma tăng quân giàng khổng huyền điện biển đồng bừa dương năn dệt dương sư nhàn bào tiếng ản bản mương cuồng phồng cán bộ chiến sĩ công an xã tọp hôm năm dệt tỷ nàng vịa bứng đủ cuồng phồng bứng đủ bưng côn mi hoi dệt phít nàng cuồng xã số côn kìn nghiên quân giàng nhang lại phân lại là con trai đảng cuồng lan tuổi diệt vịa
xưng năn tẹt ban họt luôn mạ bè kinh tế xã hội nàng cuồng phòng. Tó nàng vìa vào nửa, công an xã khẳng khang tinh sủ cấp cấp ủy chính quyền xã, trên cái cửa đài lang tỷ, chù luông tang, luông kẻ khầy, cầm phong quân giảng. Tướng then trùng hú ma bản khuống, bục trưa trên báo dần bay, ma tang luông hiểm hại, cánh bưng khủ báo đỉ khỏng quân giảng nàng bản khuống. Trôi dừa dần bay, nho dùng hùa trở, cuồng xôn trinh, cầm phong quân giảng. Công an xã vừa tuyên truyền an trật tự và phòng chống ma túy, thì dân bản cũng tiếp thu và địa bàn có nó hiểu và chưa hiểu thì cũng công an xã tiếp thu tuyên truyền xong thì mới tuyên truyền bàn tiếng dân tộc. Công an xã trên báo ma tang tiếng an bản mương cánh cầm phong quân rằng dân bay cuồng bàn co chấp năm và mi khủ sằng hê hủ chảnh, công an xã trên báo cấp quam pò me chủ chừa nòi côn hở dần bay hủ chảnh xưa báu diệt phít ma tang quân giảng, nếu chưa bưng côn nghiên kình già methadone biến quân giảng. Mình nói tiếng Mông thì nó hiểu hơn và sâu hơn. Điền biển đồng đẻ le mèn phồng hòn hôn ma tang quân giảng, trùng mú công an có năm dệt tỷ chú luông diệt tỷ nàng vịa điều tra thóm rong hù chành bưng nàng vịa bao tỷ mi ọ cuồng phồng bưng đủ bưng côn mi hoi diệt phít phúc trưa xôn trinh sắp xài bưng chu ca khải khồn chiên quân giảng nhớ té bì sòng ban bài sao giảm họt khẩy công an huyền điện biển đồng có giò hù bắt cầm cài hòi nừng chu tẹt ban họt quân giảng cắp cài hòi nừng côn. Chủ mũ công an có tướng tên bứng đủ nàng chu thèo tang diên xã diên bản bòm cấp bứng đủ nàng phịa tam rú tam bày cuồng phòng bòm cấp chính quyền địa phương nếu chưa bánh khầy luông phịa khổng tinh lại dần bay trông học cầm phong côn diệt phít ma tang quân giảng cuồng huyền. Đảng ủy, lãnh đạo công an huyện thì đã tập trung và chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể của xã như là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã. Đảng ủy Côn Cốc Kén, công an huyện tập hôm chỉ bộ quần ba trùng mũ công an xã vòm cấp chủ bàn ngành đoàn thể xã xương Mặt trận Tổ quốc tập hôm lông bày bản khuống lưng xưa lỏ chu phòng mi lại côn nghiên quân giảng tập hôm trên báo họt dần tay có bê xương chua hơn côn nghiên dễ xương sư vang khá tài quân giảng xung khỏi tàu hôm trên báo nàng lan nóm xương học sinh nàng chú trương khẩu pưng chu trao cơ xung khỏi trên báo ma tang khổ hiểm hài khổng quân giảng dễ xương sư lan nóm báo dệt pưng nàng vị báo đì nàng bản khuống hài hức lỏ dệt phít ma tang quân giảng đặc biệt là tệ nạn về ma túy dệt sư sư cầm hẳn an ninh chính trị cuồng phòng công an huyền điện biển đồng có mít lại luôn kẻ khầy cửa đài lang đì tạt o xương bản công cán bộ men đảng viên bò mè chu chừa nòi côn lông bày bản khuống trên báo luôn tăng chính sách khổng đảng pháp luật khổng hơn mương bày sờ rú chằm trên cái luôn vịa mắt tăng nhàn bào an ninh chính trị nàng chu bản chu xã. Thì trong thời gian vừa qua thì các đồng chí công an thường xuyên là tuyên truyền với bà con các nội dung liên quan đến là đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn tổ, các nội dung như là luật cư trú liên quan đến các nội dung tạm trú tạm vắng. Cuồng gian cài ma chu đồng chí công an lưng chơ trên báo họt pò me bước khổ tẹt họt an ninh chính trị bước khổ tẹt ban họt tạm rú tạm bày cái năn là pò me cò hù chảnh đầy pháp luật cái hùa chờ chấp năm pháp luật mưa hương đi xưa chơ mi bưng khù phít khổng tổng sường cuồng dần bay chu đồng chí công an lưng chơ bòm cấp chu tổ dân phố tổ kẻ lông bóng khay cuồng phồng té năn là mi luôn kẻ khay khất chập bưng chu phít khổng tổng sường báu kẻ cầm đầy cắp luôn kẻ lông bóng khay hư chu đồng chí công an xù chú luôn nghiệp vụ
tế năn là mi luôn kẻ khay khớt chặt. Hình thức xử lý cũng như là có biện pháp giải quyết phù hợp nhất để đảm bảo công tác đảm bảo an ninh trật tự. Dưới Dương Sư, nhận bào an ninh chính trị, cuồng thị trấn, trùng mũ công an thị trấn, có lập thân tinh sú cấp ủy chính quyền, côn cốc kén công an huyện, hở chu chua hương, ký chìa nhận chào, nhận bào an ninh chính trị, có bê xương chu cơ quan doanh nghiệp, dưới việc cuồng phòng, ký chìa nhận bào tinh án bản mương, nàng vịa nhận bào an ninh chính trị, có đầy po me dần bay, công an huyện cấp ủy chính quyền, cánh dần bay, bom xồm chờ. Cấp lũng bùn, cầm phong, lò cốc kén, công an huyện điện Biển Đồng, có đứng tên trên bảo bó sòn pháp luật, họt dần bay, hù chảnh bưng lũ vịa, khổng một côn dệt phít, tảng tánh cánh bánh khầy lang tỉ, há phong thanh lại dần bay, bày chè tiêng àn bản mương nàng chu xã thị trấn năm dệt cứ đài lang tỉ quỷ chế cát kiên nhàn bào tiêng àn bản mương nàng chu phòng tó đèn cằn. Công an huyện đã xây dựng cái kế hoạch phối hợp với lại đoàn thanh niên, hội phụ nữ và mặt trận tổ quốc để xuống tuyên truyền tại các xã. Công an huyện có tắt tánh lũng bùn, bom cấp đoàn thanh niên, hội phụ nhinh, cánh mặt trận tổ quốc, trên báo nàng chu xã, dung khỏi tập hôm trên báo luật căn cước công dân, mọc rào ống đan giá ma min, trên báo dần bay, nhận báo tuyên án bản mương cuồng phòng, dung khỏi tập hôm uẩn ba công an xã, bày sở rú trầm dần bay, bứng đủ bưng nàng vịa mi ọ, bứng đủ thanh mết vương côn mi hoi diệt phít xung khỏi có súp xiên năm dệt té hùa pì hót khay có hôm phân nhàn bào tiên an bản mương cuồng phòng. Công an huyền điện Biển Đồng đang từng bát nho sùng lang ngắm vịa dệt khỏng dần bay cùng vịa trăm năm chú luôn tạt bùn khỏng pháp luật trên cái pháp luật khảo cuồng đơi kiền rú tạ luông chùm yền khòng dần bay.